Vụ ca sĩ Duy Mạnh bị xử phạt, Phạm Đoan Trang mắng các nhà tiến sĩ dân chủ là một lũ ngu. Sau một thời gian vắng bóng do bị đấu tố, hôm nay Phạm Đoan Trang chính thức đăng đàn trên trang cá nhân của mình với bài viết rất tâm huyết với các hàm ý các nhà đấu tranh dân chủ, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà báo Trương Châu hữu danh, chỉ là đồ ngu học. Phạm Đoan Trang đăng đàn với bài viết đầu tiên sau thời gian nghỉ ngơi do bị đấu tố ăn chặn tiền từ nhà xuất bản Tự Do. Bài viết mà Phạm Đoan Trang đưa ra, có lẽ trong thời gian qua, cô ngồi quan sát khá chi tiết, đầy đủ vụ mâu thuẫn giữa Facebook Ngọc Vũ với Facebook của ca sĩ Duy Mạnh. Cho đến khi tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện điện đàm cho Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên mạng xã hội, và cái kết là Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt ca sĩ Duy Mạnh 7,5 triệu đồng vì phát ngôn thiếu chuẩn mực. Trong khi làng đấu tranh dân chủ đang hả hê với chiến thắng đã bắt ca sĩ Duy Mạnh phải bị xử phạt vì phát ngôn trên mạng xã hội, thì Phạm Đoan Trang lại tung bài viết dội một gáo nước sôi lên những nhà đấu tranh dân chủ, nhất là Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Xuân Diện, Trương Châu hữu danh, Ngọc Vũ. Vậy Phạm Đoan Trang viết gì? Chúng tôi xin trích nguyên văn bài viết. Nếu là người ủng hộ tinh thần pháp luật, nhà nước pháp quyền, chúng ta không nên tạo cơ hội đồng nghĩa với mặc nhiên đồng tình cho các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính quản lý nghệ sĩ, tùy tiện xử phạt nghệ sĩ theo ý kiến số đông, thậm chí có thể xâm phạm tự do ngôn luận. Việc này vô hình chung củng cố cho chế độ kiểm duyệt ngôn luận vốn đang phổ biến ở nước ta dưới nhiều hình thức: xử phạt hành chính, bỏ tù, cấm báo chí tư nhân, đình bản, vân vân. Việc khởi kiện không hứa hẹn hiệu quả vì quá trình xét xử chứng minh hành vi vi phạm rất phức tạp và tốn nhiều thời gian, ngay cả ở những nước phát triển. Cho nên chỉ có công luận là mạnh hơn cả. Sức mạnh của công luận nằm ở khả năng tẩy chay Duy Mạnh, tẩy chay tất cả sản phẩm băng đĩa của Duy Mạnh, tất cả các show diễn của Duy Mạnh, tất cả các chương trình âm nhạc có mời Duy Mạnh, tất cả các hãng băng đĩa bầu show nào hợp tác với Duy Mạnh. Đó là cách mà công luận hay là xã hội dân sự có thể làm tốt nhất và văn minh nhất. Theo ý Phạm Đoan Trang, các nhà đấu tranh dân chủ, mà trong đó có những nhà tri thức dân chủ mang danh tiến sĩ, đấu tranh lõi đời rồi mà còn ngu, sao lại đẩy ca sĩ Duy Mạnh bị xử phạt, để rồi chính các nhà đấu tranh dân chủ bị xử lý, bị kiểm duyệt, vân vân. Phải chăng những kẻ vẫn vỗ ngực là già làng trong đấu tranh dân chủ thì óc lại không bằng đứa trẻ danh, mang tiếng đấu tranh trên mạng từ khi còn trẻ đến khi sắp chết rồi mà vẫn còn ngu như vậy sao? Riêng Trương Châu hữu danh còn khoe thêm chiến tích, nhờ thằng em chỉ một nốt nhạc xóa ngay 2 tài khoản Facebook của ca sĩ Duy Mạnh. Hóa ra, lâu nay, việc khóa tài khoản Facebook do các nhà đấu tranh dân chủ vẫn tự làm, nhưng lại đổ vấy do chính quyền Việt Nam. Trước đó, dư luận làng đấu tranh dân chủ còn cao đạo cho rằng công an thuê vài chục triệu để khóa tài khoản một nhà đấu tranh dân chủ. Như chúng tôi đã đưa tin, ca sĩ Duy Mạnh đã từng bị kích động do nội dung mà Facebook Ngọc Vũ đăng tải lên Facebook để kích động người dân biểu tình chống dự luật đặc khu, nhưng lại bị chính các nhà đấu tranh dân chủ này khơi lại, rồi tăng xông đòi chính quyền phải xử lý. Vào chiều ngày 7 tháng 8, ca sĩ Duy Mạnh đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi đã có bài viết về hành vi của Facebook Ngọc Vũ đã vi phạm nghiêm trọng, không chỉ chửi bới thô tục mà còn xúc phạm, hạ bệ cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, đăng tải các bài viết có nội dung chống phá, nên khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Phạm Đoan Trang phải tiếp tục chỉ mặt, chửi thẳng thì mới có kẻ đấu tranh dân chủ nhận ngu. Như chúng ta đã biết, Phạm Đoan Trang viết bài ám chỉ những kẻ làm cho ca sĩ Duy Mạnh bị xử phạt lại chính là những kẻ đần độn. Nhưng xem ra, nhiều nhà đấu tranh dân chủ không hiểu ý hay cố tình lảng tránh vấn đề, khiến cho Phạm Đoan Trang phải mất công viết lại lần thứ hai, chỉ thẳng những kẻ đần độn mang danh đấu tranh dân chủ trên mạng xã hội. Phạm Đoan Trang, sau thời gian theo dõi cách hành xử của những nhà đấu tranh dân chủ, các nhà tri thức dân chủ ứng xử với phát ngôn của ca sĩ Duy Mạnh bằng việc
yêu cầu cơ quan chức năng xử lý và hả hê với những chiến thắng của mình trên mạng xã hội bằng những kiểu chỉ có ở đấu tranh dân chủ đã tung lên bài viết có ám chỉ cách làm đó của những nhà đấu tranh dân chủ là đần độn, không khác gì gậy ông lại đập lưng ông. Nhưng xem ra, bài viết của Phạm Đoan Trang có thể khó hiểu quá so với tầm suy nghĩ của các nhà đấu tranh dân chủ, nên họ vẫn tưởng Phạm Đoan Trang nói về vấn đề khác, không phải nói mình và càng không phải chửi mình. Điều này khiến Phạm Đoan Trang lại phải hạ bút, vắt óc suy nghĩ một bài viết đơn giản hơn, dễ hiểu hơn cho những nhà đấu tranh dân chủ rằng phản ứng theo cách đó là ngu. Ngay khi bài viết thứ hai ra đời, đã bắt đầu có những nhà đấu tranh dân chủ nhận ra rằng mình ngu thật. Một số khác thì lại khẳng định ngay rằng ngay khi ca sĩ Duy Mạnh bị phạt, mình đã nhận ra vấn đề này. Và cũng có người được gọi là chuyên định bợ Phạm Đoan Trang thì nói tôi ủng hộ Trang, và một số khác thì vẫn bảo thủ cho rằng đó là cách hay, chuyện đó có gì mà sai. Phải chăng vì lo sợ do cách mà các nhà đấu tranh dân chủ xưa nay vẫn sử dụng để xuyên tạc, vu cáo, hạ bệ, bồi nhọ chế độ, nhà nước, đảng, cán bộ cấp cao của đảng, của nhà nước với những ngôn từ tục tĩu, thô tục, thóa mạ sẽ không chỉ bị phạt như ca sĩ Duy Mạnh mà sẽ bị trừng trị bằng những hình phạt thích đáng được quy định trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Quả thật không sai, nếu những kẻ mang danh đấu tranh dân chủ mà đấu tranh một cách chân chính thì không có gì để đấu tranh, trừ khi đấu tranh bằng cách đớn hèn như những kẻ đấu tranh dân chủ hiện nay vẫn làm thì mới có cớ để tô vẽ và tạo dựng sự thương xót từ phía bên kia hải ngoại. Để rồi, những đồng đô la, những chiếc vé tị nạn mới đến được tay những nhà đấu tranh dân chủ. Điều đó đã khiến Phạm Đoan Trang phải cắn răng lên tiếng đến tận hai bài viết để mở não cho những kẻ đấu tranh dân chủ, dẹp vé tự ái tiểu tư sản ấy đi nếu muốn có cơ hội lên mạng kiếm tiền đô và vé tị nạn. Vẫn biết, Phạm Đoan Trang viết lên như vậy sẽ làm cho một số nhà đấu tranh dân chủ không thích, không ưa, thậm chí quay sang đấu tố, nhưng vẫn phải viết. Và phải viết lại lần thứ hai để dằn mặt. Một số nhà đấu tranh dân chủ như Nguyễn Lân Thắng, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà báo Trương Châu Hữu Danh chọn cách lờ đi, coi như không biết, mặc dù trước đó vẫn đang vỗ ngực ta là người chiến thắng và chiến thắng này là của ta. Không biết bài viết lần thứ hai này những kẻ đấu tranh dân chủ, các trí thức dân chủ này sẽ phản ứng thế nào, nhưng hiện vẫn chưa thấy có động thái gì ngoài động thái im lặng. Trong khi đó, ả Ngọc Vũ vốn vẫn chanh chua, tay cào phím nhanh hơn suy nghĩ, cũng chưa thấy có phản ứng gì ngoài việc không tương tác với Phạm Đoan Trang. Qua một trò chơi nhỏ này, chúng ta lại một lần nữa thấy rõ những kẻ mang danh đấu tranh dân chủ bày đàn ở mức độ nào khi cùng Azua đấu tố, lên án, đòi xử ca sĩ Duy Mạnh và đồng loạt phấn khởi khi ca sĩ Duy Mạnh bị xử lý. Nhiều kẻ như Nguyễn Lân Thắng, Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Xuân Diện, Ngọc Vũ còn nắn nót chụp màn hình những bài báo viết về việc xử ca sĩ Duy Mạnh để đính kèm cảm xúc chiến thắng. Thì khi bài viết thứ nhất, thứ hai của Phạm Đoan Trang ra lò, chúng lại thay đổi đột ngột cảm xúc ấy. Phải chăng các nhà đấu tranh dân chủ tương lai là chủ đất nước, giúp cho người dân Việt Nam có được tự do, dân chủ, nhân quyền mà cũng chỉ mặt hạng vậy thôi sao? Hay tự họ đã phải công khai thừa nhận rằng tự khoác chiếc áo dân chủ, nhân quyền để kiếm tiền đô và vé tị nạn? Có lẽ chúng ta, những người dân Việt Nam đã quá hiểu về những nhà mang danh giúp dân tìm tự do, dân chủ, nhân quyền trên mạng xã hội hiện nay. Cái kết của câu chuyện này vẫn còn ở phía trước. Đó chính là điều mà Phạm Đoan Trang đã chỉ ra, và chúng ta hãy xem những nhà đấu tranh dân chủ sẽ bị trừng trị như thế nào.